em ơi, tôi đã có clip cải thiện Ronaldo Totti cộng 5 chưa nhỉ? Nope. Hay là quẩy trận Ronaldo Totti cộng 5 nhỉ? Nào, để xem thử nha. Đây là full team Man U. Chúng ta sẽ có Bruno cộng 5 và Cristiano Ronaldo cộng 5. Một dàn team nói chung là cũng đẹp đẹp phết. Vì đích không có phép đi năng nhỉ. Pogba cộng 8 này. Xem nào, Ronaldo nhá. Ronaldo này đúng như kiểu Totti luôn. Đúng là mình cũng chợt nhớ ra là mình cũng chưa có clip là trải nghiệm Ronaldo cộng 5 nào chỉ chuẩn chỉ. Tại vì là lâu giờ toàn đập thẻ mở thẻ nhỉ. Em thích mình đá chỗ này James hay Gelbert? Đây. Gelbert thì chỉ số cao hơn, tốc chạy cao hơn đấy. Tốc độ 121 tăng tốc 125. Còn Daniel James thì nếu như em thích James thì như tốc chạy cao hơn nhiều. James này. James ui tốc độ 124 127 cơ. Matic ổn rồi, nói chung là hàng công quá đẹp, hàng thủ cánh thủ môn được. Một trong những phiên bản rô mà tiệm cận icon nhất mình được sở hữu. Với các chỉ số ẩn ăn vạ cá nhân tinh tế xuất xa, mình có khi phải chỉnh cho anh rô một quả huấn luyện viên cái nhở. A few moments later. Xong phát triển lên này anh em. Đây đúng không? Có phải thế này không? Đúng rồi. Đây phát triển này. Ba con như thế đúng không? Đúng anh em, ba con như vậy đúng không? Rồi. Xong rồi giờ sao nữa? Thuyên chuyển này. À, thuyên chuyển con này nữa đúng không? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh thuyên chuyển cả ba con à. Đây, đây rồi, ok nhá. Thuyên chuyển con tiếp này. Thì mà anh em hiểu rõ cái này nhỉ. Đây này. Đấy, xác nhận đấy. Đấy, thuyên chuyển cả ba con rồi. Xong con này lắp vào đây rồi anh em. Sắp xếp ba con vào một hàng à. Xếp cả ba con đúng không? Hay vậy. Cột A được không? À được, được, được. Xong tuyển à. Rồi, xong bây giờ nhặt ba con 2 sao nữa. Ui, game dễ vãi đời luôn. Rồi, hiểu rồi. Ui giời ơi, cái game này thì quá dễ luôn anh em ạ. Ui tưởng thế nào. Trời ơi. Ui giời ơi, cái trò này dễ vãi nổi luôn ạ. Cái gì đây? Ui giời, dễ vãi nổi luôn. Đâu? Phát triển. Ui. Vừa vặn luôn à. Vừa luôn. Vậy tốn đấy. Tốn đấy. Thuyên chuyển này. Thuyên chuyển này. Thuyên chuyển này. Đấy. Wow. Sân đỉnh luôn. Đây, tuyển à. Click chưa anh em? Wow. Được nhờ. Ui, khi nào 5 sao thì nó sẽ có 3 chỉ số ẩn à. Ui, cái gì đây? Đây. Ê, khéo léo tắc bóng lấy làm đéo gì. Trời ơi. Cái này được này. Còn tắc bóng như cứt ấy. Cái gì đây? Tắc bóng với càng ngang. Boom. Khả năng xoạc bóng. Tập trung ở bên phải.
này. À, bây giờ lấy Ronaldo tập trung bên phải, nó đá mẹ cánh phải à? Vãi cả nồi à, đéo hiểu luôn. Nóng lắm rồi ấy, bực hết cả mình. Thử tuyển phát ra nào. Ui, chuyền vượt tuyến áp lực này. Khi cướp được bóng từ khu vực tấn công, khả năng tranh chấp và tỉ đè ngay lập tức được cải thiện. Chỉ tiền vệ, ui, cái này cho bọn tiền vệ thì vãi nồi luôn. Này giữ lại này, giữ cái này lại. Rồi. Biết nào, khả năng khéo léo tránh tắc bóng. Cái này cho Ronaldo là hợp lý rồi. Ui, được không? Hợp lý không? Được chưa? Gì đây? Ném bóng, phân bối bóng nhanh. Rồi, được. Tốn ấy. Không. Ui, con thỏ này. Ui, quả này cũng được ấy chứ. Tấn công với nhịp độ nhanh cho gieo bét thì xuân đỉnh luôn. Đang tìm cái cho Eric Cantona này. Phản công khi đang phòng thủ á. Ừ, cái này cũng được. Tạt bóng không thích lắm. Đây, xuyền xà tập trung vào bên trái à? Đéo, lấy một con ngon. Gì đây, zig zag tiki taka tiền đạo mục tiêu. Không, không thích con này. Tránh sọc bóng. Ui, nhìn con thỏ đẹp nhờ. Không, không thích. Hai con cuối này. Ui, ngồi thiền này. Ui, cái này cho Eric Cantona được không? Cái này ngồi thiền ngon không anh em? Bạn sẽ trở nên thành thạo khi thực hiện các đường truyền ngắn cho nhau trong khu vực tấn công. Ui, cái ngồi thiền này ngon không anh em? Ôi, Ronaldo giờ có hai cái nhiệm vụ này. À, hai cái chỉ số ẩn nữa này. Có khả năng khéo léo và tránh tắc bóng. Nhìn hay nhờ. Rồi, trải nghiệm thế nào. Cantona. Ôi, ngồi thiền kìa. Sút. Ôi, CR7 Totti cộng 5 sút kìa. Hay cả rồi luôn kìa. Ui, Ronaldo chạy kìa. Nguy hiểm. Sút. Ui, cộng 5 kìa. Kinh khủng luôn ấy anh em ơi. Vãi nồi luôn. Mày mẹ. Môn đã giữ người hết sức và đã cản được. Mark White. Về zone. Bóng bị đẩy ra khỏi vùng cấm bởi thủ môn. Đây rồi. Xịt ra được. Một pha mừng rất là mắt. Cristiano Ronaldo. Bóng đổi hướng. Bàn thắng vẫn đến. Vẫn vào nha. Vào cửa đéo gì vậy? Có hiểu không? Sao vào được ta? Kiến tạo rất tốt. Bàn thắng tuyệt vời. Rất bất ngờ. Một pha xúc phạt đơn giản là không thể đi được. Hồi chấm luôn. Khởi đầu rất tốt. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. CR7. Bao. Bàn thắng nhất là cho anh ấy sự tự tin tuyệt vời để tiếp. Bạn đờ đờ đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Bàn thắng đến từ một phi thường của anh đang rất đáng khen. Ronaldo. Cơ hội. Bắt đầu từ sân nhà vì đó là đường truyền về cho thủ môn. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Đó nên là một cơ hội. Một pha ghi điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không hoàn thắng. Vâng, tôi hiểu sự tiếc nuối của tất. Sẽ không phải góc. Cristiano Ronaldo. Xin. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu phẩm. Cầu thủ trẻ Ronaldo 37 tuổi. Chất lượng hàng đầu. Không có bất ngờ gì về điều đó. Ronaldo. Ui. Wow. Sút kìa. Hai cả nồi luôn. Thích thật sự luôn ấy. Thế anh em nào thời điểm này mà đó là hai bàn thắng rất đẹp, nèo rành cứ Ronaldo mà chơi thôi. Không. Chỉ rẻ mà anh em. Cứ khoảng đầu tư khoảng tầm 20 tỷ là ông lên rank thôi.
Bisaka. Ơ? Muốn đã bắt được bóng. Sao bắt được vậy? Ronaldo. Pogba cần phải kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra trước. Cristiano Ronaldo. Bao. Sút được vào góc hẹp kinh vậy. Xuân đỉnh anh rồi. Vidic. Anh em thấy tôi cầm Vidic chưa? Lộc ơi, anh nghĩ em phải làm quả Vidic cộng 5. Wow. Un Zem đã cháy. Zem đều e nhé. Đá nó bay luôn đấy. Có thể là mình cũng thêm vài chỉ số ẩn vào. Ronaldo. Sút. Anh ấy đã có 3 bàn thắng. Một trong những cái điều mình cảm nhận rõ nhất của Ronaldo Totti, nó sút góc hẹp kinh vãi cứt luôn đấy. Cú hat trick vô cùng tuyệt vời. Cái tỷ lệ mình sút vào góc hẹp gần như nó 90% luôn. Sợ vậy. Kết thúc với trận đấu hôm nay. Và đây là cú sút. Un Zem nó chạy kinh vậy. Điều này được xem như là chấm dứt cơ hội chiến thắng đối thủ. Cái này là mình căng bằng tím gì nhỉ? ZX nha anh em. Và vết thương của họ vậy. ZS gọi là ZS. Thì hiện tại là 4-0. Vẫn đang có bóng, họ đang tấn công trước mặt rồi. Đảo bóng trước mặt rồi. Vào rồi, thật tuyệt vời. Một cảm giác nó là một cái cảm giác quá là mượt luôn. Quá tuyệt vời. Như kiểu máy bay chạy trên một đường băng. Ronaldo. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Cristiano Ronaldo. Lại được bàn thắng nữa. Ôi, các bạn có thể nhìn thấy cái đường cong nó phi xuống dưới không? Oh my god. Matic. Cristiano Ronaldo. Ui. Cú môn đã bắt được bóng. Xong rồi, ta mới chung qua. Trời ơi, sao quả đấy không vào. Vãi cả nồi. Ronaldo. Cơ hội. Ben. Chắc chắn được có penalty. Xin lỗi các bạn nhé. Rất căng thẳng, nhưng mà hắn cũng đã được ghi từ trước mắt đèn. Mẹ này nhường cho Bruno chứ. Tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời. Không thủ môn nào trên thế giới can được cú sút đó. Đường chuyền xuất sắc. Chris, anh ấy đã có 3 bàn thắng. Với hat trick này, anh ta đã quay trở lại. Nhìn cái nhìn những cái quả này nhé. Thực sự là đây là cái phần chất ghi bàn. Phần chất sát thủ ấy. Màn trình diễn tình huống khá là khó đấy. Không phải quả đấy dễ đâu anh em. Thì đây anh em ơi, hôm nay trải nghiệm như thế là đủ rồi. Tối mai gặp lại nhau nhá. Mình đồ này đã bay quá. Kinh thật.